Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ của ngày đầu tiên trong tháng 8 dương lịch hôm nay, chúng ta cùng quay trở lại với tác giả Phi Hưng với một bộ truyện có 3 tập, Pháp Sư Siêu Quậy. Đây là bộ truyện kể về Phượng Thánh, một nhân vật mà đã từng xuất hiện trong những bộ truyện trước của Phi Hưng, như là Sợi Dây Chuyền Quỷ Ám hay là Năm Bà Mẹ Quỷ, vân vân. Thì câu chuyện lần này sẽ kể về Phượng Thánh lúc còn trẻ, đã từng trải qua những cái biến cố gì, tính cách như thế nào, tu đạo ra sao. Chúng ta cùng chờ nghe. Mọi người khi nghe truyện nếu như yêu mến Phi Hưng, đừng quên hãy ủng hộ trang Facebook của cậu ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Bộ truyện Pháp Sư Siêu Quậy này Huy phục vụ 3 tập trong 3 ngày đầu tiên của tháng 8 nhé, ở khung giờ 20 giờ tối. Còn khung 22 giờ thì chúng ta vẫn sẽ nghe Độc Giang Cửu Huyền ở trên kênh của Nguyễn Huy. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe tập đầu tiên của Pháp Sư Siêu Quậy, tác giả Phi Hưng. Thành phố Huế. Tại đây dãy nhà dân nằm san sát nhau trên một con lộ to lớn, có thể nhìn dễ dàng ra một cái lò võ cổ truyền tọa lạc ở đó. Nơi dạy võ thuật này tồn tại đã nhiều năm, cũng phải qua 5-6 đời con cháu kế nghiệp rồi. Mỗi đời đều có một tên gọi riêng. Võ sư đứng lớp nhận học trò hiện tại tên là Nguyễn Thành Tư, nên hiện tại đã sửa lại bảng hiệu, lấy tên người đứng lớp truyền dạy, cách đây cũng mấy năm trời. Rất nhiều người đều biết rằng lò võ này ngoài là nơi rèn luyện kỹ thuật tự dạy, còn là nơi có một pháp sư cao tay ấn. Đó chính là ông Thành Tư, người thầy của võ quán, chủ của khu nhà. Đất nước tiến lên hiện đại nên các nghệ như xem bói, cúng kiến, trừ tà cũng đều bị liệt vào vi phạm mê tín. Các pháp sư đương thời đều phải tạo ra cho mình một cái vỏ bọc bên ngoài. Có người chọn im lặng ở yên một chỗ chờ người tới mời làm việc. Có người chọn một công việc bình thường, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa tránh được những phiền phức từ các cơ quan. Nói chung, ai theo nghiệp huyền nhân vào thời đại khoa học công nghệ phát triển hiện nay cũng đều không dễ dàng sinh sống. Cũng chỉ cần không làm gì khoa trương trầm trổ quá lên thì người ta cũng sẽ im lặng, nhắm một mắt mở một mắt, xem như không có chuyện gì thôi. Lò võ của ông Thành Tư cũng là như thế. Nhà xây thành nhiều gian trọng lớn, gian trước dành cho những võ sinh thực thụ, hàng ngày do chính người chủ lò võ hướng dẫn dạy bảo. Gian sau thì dùng cho những học trò đang thực tập theo học nghiệp pháp sư, thường mở lớp vào lúc tối. Các pháp sư trẻ mới gia nhập này đa phần là từ những võ sinh ở gian phòng trước đăng ký xin học thêm nghề phụ. Có cậu vì tâm huyết đam mê, cũng có người chỉ thuần túy là tò mò muốn trải nghiệm. Ông Thành Tư chọn nhận các cá nhân làm đồ đệ cũng rất nghiêm khắc, nhìn rõ được căn cơ và ý tứ rồi mới gật đầu, chứ không phải cứ kiểu nộp tiền học là đầy đủ sẽ nhận thôi. Nên đã qua bao nhiêu năm, lớp học về huyền môn của thầy cũng chỉ lác đác hơn 10 người mà thôi. Đêm hôm nay, vừa xong bài giảng ở gian phòng thứ hai sau chỗ luyện võ, các pháp sư mới theo nghề cùng nhau ngồi lại thành một vòng tròn nhỏ, bàn bạc trao đổi kinh nghiệm vẽ bùa hoặc cảm ngộ cá nhân trong lúc học hành. Thầy Thành Tư đang ngồi trên tấm chiếu riêng của mình, trước mặt là một ấm trà nóng vừa đổ thêm nước sôi. Vị thầy năm nay tầm ngoài ngũ tuần, cả người săn chắc, khuôn mặt nghiêm nghị, mang một nét đẹp thanh thoát, khác với bộ dạng yếu ớt thông thường của những người lão niên thường gặp. Râu tóc của ông ta đã lấm tấm, xen lẫn sợi đen sợi bạc. Nếu sau này mà bạc trắng hết thì sẽ rất có phong phạm dáng dấp của một cao nhân tiên phong đạo cốt. Trong lúc chờ cho trà thấm ra, thầy nhìn về trước mặt. Một cậu thanh niên tuổi tầm 20 đang ngồi đó, bộ dạng hơi lúng túng, lúc ngẩng đầu, lúc lại cúi đầu, vẻ không được tự nhiên lắm. Thầy Tư hiền hòa nhìn cậu mà nói: Đạt à, bài giảng vừa rồi con có thắc mắc gì hay không? Có gì không hiểu cứ hỏi thầy, hoặc là hỏi các anh em đi trước. Mà con đã làm quen hết với mọi người chưa? Cậu nhóc tên Đạt này là một võ sinh của lò võ. Học được hơn một tháng thì xin thầy Tư cho mình gia nhập lớp huyền môn. Thầy Tư thấy cậu có tư chất tốt nên vui vẻ nhận lời.
hôm nay là buổi học pháp đầu tiên của cậu bé. Đạt ngại ngùng nói: Dạ, các sư huynh đệ ở đây á đều đa phần là thành viên của lớp võ thuật bên ngoài, con đều quen biết cả rồi, cho nên cũng thuận lợi hết á. Thầy Tư gật đầu rồi lại cười thân thiện: Để sau này cứ gọi là anh em cho quen miệng, ở tại đây thì không sao, chứ ở ngoài mà cứ gọi sư huynh đệ á thì người ta sẽ để ý không hay. Thầy cũng già rồi, chỉ biết truyền dạy lý thuyết. Cái khó của pháp sư trẻ như con lúc này gặp phải, ta có chỗ nhớ chỗ quên, nên là phải mạnh dạn mà hỏi, nhớ chưa? Nếu như không có ta ở tại thì hỏi các anh em ở đây, hoặc là gặp vấn đề khó quá thì đi tìm đại sư huynh của lớp này để được giải đáp nha con. Đại sư huynh sao ạ? Đạt thắc mắc hỏi. Vừa nãy vào học, cậu cũng không thấy ai đứng ra đại diện lớp dạng như lớp trưởng vậy. Thế thì vị đại sư huynh trong miệng của thầy Tư là ai? Lúc này các thành viên trẻ đang thảo luận cùng nhau theo nhóm, khi nghe đến ba chữ đại sư huynh đều đồng loạt co quắp mặt mày, bộ dạng đang phải cố nín cười rất khó khăn. Đạt trông thấy thái độ đó thì tròn mắt. Rốt cuộc vị đại sư huynh này là người như thế nào chứ? Thầy Tư giả vờ ho khan, đặng hắn vài tiếng ra hiệu cho tụi nhỏ lo mà học bài đi, đừng có hóng chuyện. Rồi ông nhìn Đạt cười gượng gạo mà nói: Đại sư huynh của lớp là con trai của thầy, tên của nó là Thành Phượng. Do có chút chuyện nên tạm để cho nó trong nhà kho, khoảng một tuần nữa mới ra đây học lại cùng với mọi người. Ta nghiêm túc dặn dò con, đối với đại sư huynh của mình thì con chỉ nên học hỏi nó về pháp thuật thôi, tuyệt đối không có được nghe nó dạy về ý nghĩa nhân sinh, rõ chưa? Đại sư huynh của con không giống người bình thường lắm. Một vài thanh niên đang ngồi gần nghe tới đây thì không nhịn nổi mà phì cười, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống mím miệng, sợ phát ra tiếng lại bị thầy quở trách. Thầy Tư vẫn vờ như không nghe thấy, lại ho khan: Sở dĩ nói nó không được bình thường đó là vì thiên phú học đạo của nó rất cao, khác xa với người khác. Nhưng mà đồng thời suy nghĩ của nó cũng rất là khác người. Lại một loạt tiếng nén cười của các học viên trong lớp vang lên. Thầy Tư thở dài bất đắc dĩ, tay xoa xoa thái dương, rồi đứng dậy nói: Cười cái gì, mấy đứa lo tập trung mà học đi, đừng có lười biếng. Đạt à, con theo ta ra ngoài sau, đi gặp đại sư huynh để làm quen ha. Nói xong, ông quay người bước đi, Đạt cũng ngoan ngoãn đi theo. Phía sau căn nhà có một căn phòng lớn xây tách biệt với nhà chính. Đạt nghĩ chắc đây là nhà kho mà thầy Tư vừa nói, vì đại sư huynh kia ở trong đó. Đến trước cửa, thầy Tư lấy sâu chìa khóa, tìm đúng cái chìa rồi tra vào trong ổ khóa to tướng trước cửa nhà kho. Đạt khóe miệng há ra, nhìn như thế nào cũng thấy đây là vị thầy đang giam lỏng con của mình thì mới đúng chứ. Cửa phòng mở ra, thầy Tư bước vào trong, miệng hô nhỏ: Phượng à, đâu rồi, mau ra. Lời còn chưa dứt thì từ phía trên cửa sổ đổ xuống một đống bột mì, phủ trắng hết mặt mũi thân thể của người thầy pháp già. Ông Tư đứng đờ ra đó, khóe môi giật giật lên, bờ môi trung trung lên từng chập, như sắp không kiềm nén nổi cơn tức giận. Sau lưng ông thầy có một bóng đen bám vào gờ tường xây xung quanh mái nhà. Lúc này hai tay nắm chặt lấy phần gờ xi măng, đã đua người lộn nhào xuống. Hai chân và thân ảnh va vào thân của thầy Tư, đẩy ông ngã chúi vào trong phòng kho. Bóng người hạ xuống thân mình rất nhẹ nhàng, rồi cấp tốc xông tới, tóm lấy tay nắm cửa mà đóng sầm lại, đoạn nhanh tay bóp luôn cái ổ khóa. Phía trong, nhiều tiếng đập cửa trầm trầm phát ra, giọng thầy Tư la toáng lên: Cái thằng mất dạy, mày dám đặt bẫy nhốt cha mày hả? Mà mở cửa ra coi. Bóng người kia đã lùi xa ra khỏi cửa mấy bước, miệng cười toe toét, một tay chống hông, một tay khoái chí tung hứng cái sâu chìa khóa lên xuống trước mặt. Dưới ánh đèn điện, Đạt có thể thấy đây là một thiếu niên lớn hơn mình một chút, tầm 20-23 gì đó. Lưng đeo một cái ba lô đen, khuôn mặt nhìn rất anh tuấn, tinh xảo, một vẻ đẹp trai ma mị còn hơn cả phụ nữ.
Anh ta chính là Thành Phượng, con trai của Pháp Sư Thành Tư, cũng là đại sư huynh trong lời mà người thầy vừa kể lúc nãy. Trên vai của thiếu niên có một con khỉ nhỏ trông rất kỳ quái đang ngồi chiếm dậy. Con khỉ này thắt lưng quấn ba lớp đai võ thuật đủ màu, thắt khúc lại rất là chuyên nghiệp. Bên hông dắt một cây nhị khúc côn, một đầu gỗ, một đầu sắt. Mỗi thân của cây nhị khúc đều có dán một lá bùa vàng. Từ cổ tới eo của con vật là một cái yếm bằng sắt đen thô dậy. Nó mở miệng tra kêu lên khẹt khẹt, bắt chước cười theo bộ dáng của người chủ. Một người một khỉ, nhìn qua trông rất quái dị và nổi bật. Thành Phượng cười hề hề, nhìn cánh cửa đang bị đập phát ra những tiếng kêu to liên hồi, rồi nhe răng khoái trá mà nói: Chà, chà muốn nhốt con lại, không có dễ vậy đâu nha. Đoạn cậu quay đầu sang nhìn Đạt, vẻ mặt nghi hoặc rồi hỏi: Ơ, cậu Lai, sao nhìn lạ mắt quá? Đạt bị vẻ đẹp trai ma mị của cậu thanh niên làm cho sững sờ một chút, rồi mới tỉnh lại mà nhỏ giọng nói: Dạ, em là thành viên học lớp pháp sư, mới gia nhập đêm nay à. Anh là anh Phượng, đại sư huynh phải không ạ? Phượng đột nhiên sấn nhanh tới bên thân của cậu trai, đưa tay choàng vai bá cổ, như thể hai người đã thân thiết từ lâu, rồi nhỏ tiếng nói: Ờ, đúng rồi, anh chính là đại sư huynh à. Nghe anh hỏi đây, cậu vô đại học đã nộp học phí chưa? Tiền tiêu vặt mỗi ngày bao nhiêu? Đạt lúng túng, vì đại sư huynh này xem ra dễ thân thiết thật, nhưng khi vừa mới quen mà hỏi chuyện học phí và tiền tiêu vặt là sao? Cậu nhóc nhỏ tiếng lý nhí: Dạ, học phí em nộp rồi, còn tiền tiêu vặt á, nhà em nghèo lắm, cha mẹ chỉ cho một ít đủ tiêu trong ngày thôi à. Thành Phượng nghe tới vậy thì thở dài, buông tay khỏi vai người sư đệ, quay lưng lại, miệng lẩm bẩm nói: Ôi, quá trà là quỷ nghèo, chắc chẳng kiếm chác được gì rồi, chán thiệt. Là sao ạ? Thành Phượng xoay người lại, tươi cười như cũ mà nói: Không có gì. À, này cậu em mới tới kìa, với tư cách là đại sư huynh, anh sẽ hướng dẫn cho cậu một nguyên tắc cơ bản của một pháp sư ha. Đạt nghe vậy thì mừng trở, gật đầu li lịa. Đại sư huynh đúng là người tốt, lại nhiệt tình vô cùng. Trong lòng Đạt thầm nhủ như thế. Cậu Phượng lại nói: Phạm là một pháp sư á, thì phải tuân theo luật nhân quả, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân và kết quả hết. Chúng ta tuyệt đối không được xen vô, làm xáo trộn lại tự nhiên. Em hiểu chưa? Đạt giơ lên ngón cái đồng tình. Sư huynh của mình còn trẻ mà đã có cái cảm ngộ sâu như thế, thật đúng là kỳ tài. Phượng lại đưa tay chỉ vào cánh cửa đang khóa của nhà kho, lúc này vẫn đang phát ra tiếng rầm rầm và lời chửi mắng của ông Tư từ bên trong phát ra. Phượng vẻ mặt nghiêm túc, chính nghĩa mà giảng giải: Ví dụ như trong cái chuyện này đó, anh nhốt sư phụ của cậu lại, cái đó gọi là nhân. Sư phụ của cậu bị nhốt chính là quả. Nếu như mà cậu tự ý thả ông ta ra, chính là phá hoại đi cái nhân quả đó. Vì người được phép thả ra phải là người gieo nhân, chính là anh tự tay làm thì nó mới hợp đạo lý. Hiểu chưa? Nói xong, Phượng còn bồi thêm một câu: Đợi một lát nữa anh trốn đi rồi á, à không, một lát nữa anh đi khỏi đây rồi á, ở nhà cậu cũng không được thả máy ra, dù là bị bắt buộc. Nếu không chính là hại anh đó, rõ chưa? Phải luôn nhớ, không được tham dự chuyện gì không liên quan tới mình. Nếu mà có thể thì phải luôn tránh càng xa càng tốt mọi chuyện đi, tránh bị kết thành cái nhân quả cùng với sự vật sự việc nào đó. Đặc biệt là phải học cách bỏ chạy thiệt nhanh khi có phiền phức phát sinh đó. Đạt lúc này mồm chữ A mắt chữ O, rất muốn nói là: Sư huynh à, hình như có cái gì đó sai sai, nhưng vẫn nghĩ chưa ra là sai chỗ nào. Lời của sư huynh mình nói rõ ràng rất thấu tình đạt lý, nhưng cậu nhóc vẫn thấy có cái chỗ không đúng đâu đó ở đây. Đúng lúc này thì trầm lên một cái, cánh cửa nhà kho bị đá bật tung bản lệ, bay mạnh ra đè lên cậu nhóc Phượng. Một người một khỉ bị ngã sấp mặt xuống sân, cánh cửa nằm gọn ở trên lưng. Ông thầy Tư từ trong nhà kho bước ra, các người trung lên giận dữ, ánh mắt tóe lửa, khắp mặt và thân thể phủ đầy bột mị. Ông gằn lên từng tiếng một: Nguyễn Thành Phượng.
cậu nhóc Phượng lúc này để cánh cửa qua một bên, lồm cồm bò dậy, đưa hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim, cất giọng xung xuê nịnh nọt người cha. Cha thiệt là mạnh mẽ luôn, đúng là tuổi già nhưng mà sức không có già, thiệt là ưu tú đó. Con đã biết là chẳng có ai nhốt được cha mà, con chỉ thử thôi. Con khỉ cũng học theo người chủ, cong tay thành hình trái tim. Một người một khỉ bắt đầu nhún nhảy lấy lòng ông Tư. Ông Tư đưa tay chỉ vào mặt thằng con, tức khí mà mắng tới miệng mồm phun đầy nước bọt ra. Cái thằng mất nết này, mày đừng có bài trò lấy lòng mà đánh trống lảng à. Mới đó mà đã dạy hư sư đệ của mình rồi. Mày muốn cả cái đạo quán này thành kẻ tham sống sợ chết, thấy việc liền bỏ chạy như mày thì mới vừa lòng hay sao hả? Phượng vẫn cười toe toét, rồi đưa ra cái bộ mặt oan uổng mà thúc thích nói. Trời ơi cha ơi, cha nói vậy là không có đúng. Con chỉ là muốn cho chúng sư đệ luôn được an toàn thôi. Cha nghĩ đi, trừ ma diệt quỷ rất là nguy hiểm, gặp cái địch mạnh thì phải chạy chứ. Không lẽ cha muốn thấy bọn họ đều trong bãi tha ma nằm, trở thành anh hùng lực lượng nghĩa trang nhân dân hay sao? Thầy Tư á khẩu bất lực với đứa con trai. Cố sự lúc nhỏ làm cho đứa con này của ông có những suy nghĩ cực kỳ lệch lạc, thích trốn tránh trách nhiệm. Năm 7 tuổi, Phượng nuôi một con chó nhỏ. Chẳng may trong một lần nọ, con chó con chạy loạn ra ngoài bị xe tông chết đi. Nhóc Phượng đau lòng khóc nấc mấy hôm liền. Sau đó dường như giác ngộ ra một điều gì, thường hay nói là cuộc đời này nhất định phải sống lâu, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng của tuổi thọ, tuyệt đối không chết oan chết uổng như vậy. Suy nghĩ này tính ra thì không có sai, ai mà chẳng muốn được sống lâu cho tới cuối đời chứ. Nhưng quan niệm này trơ vào người cậu nhóc thì xảy ra biến tướng. Nó luôn lý luận rằng tự đặt mình vào vòng nguy hiểm chính là tội ác, làm việc có nguy cơ mất đi tính mạng chính là khờ dại. Cho nên từ nhỏ cho tới lúc lớn lên, tôi nhóc Phượng có một tư chất thiên bẩm, lại được ông Tư truyền dạy một thân đạo pháp cao thâm, thực lực của cậu ta mạnh không kém gì các chủ tông phái huyền môn cỡ trung. Nhưng hễ liên quan tới chuyện trừ ma diệt quỷ, cậu nhóc sẽ không do dự mà ngay lập tức co giò chạy trốn đi ngay. Đã tham sống thì phải sợ chết, mà đã sợ chết thì càng không thể dính vào những việc dễ chết mất xác đi. Nó luôn lý luận cùng cha mình như vậy. Thầy Tư lắc đầu ngao ngán nói: 3 ngày nữa đó, các thành viên đạo quán sẽ đi về làng Hồng Linh tụ hội cùng chúng đồng đạo khắp 3 miền, chung tay mà phong ấn con đại quỷ. Nhóc con à, mày ngoan ngoãn ở yên trong nhà kho cho cha. Cả con khỉ này nữa, con trốn ra được là nhờ nó lấy trộm chìa khóa có phải không? Nói xong, thầy Tư xông lên đưa tay toàn bắt lấy Phượng. Nhưng cậu thân thủ lanh lẹ vô cùng, liên tục tránh thoát, mồm thì không ngừng kêu lên: Cha, sao cứ mỗi lần đồng đạo pháp sư tụ tập là cha liền nhốt con lại không cho xuất hiện vậy? Con cũng cần ra ngoài học hỏi kinh nghiệm trừ ma diệt quỷ chứ bộ. Thầy Tư chỉ xì mũi một tiếng. Ông biết rõ nhân phẩm đứa con của mình, cha mặt của nó rất dậy, gặp chuyện là sẽ cuốn gối xách dép chạy đi ngay. Có quỷ mới tin rằng nó muốn thật lòng đi học hỏi kinh nghiệm chiến đấu cái gì gì đó, để nó đi theo chung, lỡ đâu lúc vừa có ma quỷ xuất hiện, đồng đạo ai cũng nhiệt tình chung tay góp sức hành pháp. Còn nó thì ngược lại, vẫn luôn nguyên một cái nhóm đệ tử bỏ trốn đi tại chỗ, thì ông còn mặt mũi nào mà ngước mặt nhìn đời. Nên theo thông lệ, cứ lần nào các pháp sư tụ tập, ông sẽ đi nhốt thằng con của mình lại đầu tiên. Thầy Tư cũng biết là không phải thằng nhỏ này nhiệt tình hay ham vui gì cho cam, mà lần nào cũng đội tới chỗ hội họp cùng đồng đạo. Nó là có ý đồ riêng, làm pháp sư mà lại ngán cái chuyện trừ ma, nên nó trực tiếp lựa chọn con đường là đi lừa đảo kiếm tiền. Vô số đồng đạo đã bị nó lừa qua rồi, mà Phượng cũng rất tinh ranh, cú lừa nào cũng làm cho hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, hai bên cùng ký vô. Nên sau này dẫu biết là bị lừa, nạn nhân cũng chỉ có thể câm nín bi ai, tự trách mình ngốc nghếch mà thôi. Danh tiếng đại lừa gạt của thằng tiểu tặc này đã lan ra cả thành phố kế cận, nên ai cũng biết mà cảnh giác. Giờ có người lạ từ hai vùng Bắc Nam hội ngộ, đương nhiên sẽ chẳng ai biết mặt cậu. Thế là lần này Phượng mới nặng nặc đội đi theo cho kỳ được, để tiếp tục cái sự nghiệp lừa tiền, phục vụ lý tưởng sống dai, hưởng thụ đến hết đời của mình. Thầy Tư thở ra phì phò, mãi cũng không bắt được đứa con có thân thủ nhanh như loài khỉ này.
Ông Đành nói: Quyền tắc cũ, mày ở yên trong nhà kho, an phận 7 ngày, cha trả tiền bồi thường. Ánh mắt của Phượng sáng lên lung linh như ánh sao, tươi cười vui vẻ. Cha thiệt là người tốt đó, thấu tình đạt lý. Nè nè, mời cha ngồi xuống đây, cha con ta đã lâu rồi không có tâm tình ha. Nói rồi kéo tay cha mình tới bên một bộ bàn ghế đặt ở giữa sân. Từ trong ba lô, Phượng rút ra một xấp giấy dày. Thầy Tư ngẩng đầu nhìn trời, thở dài ngao ngán. Trong cái túi hành lý của đứa con mình luôn mang theo một xấp giấy đã đánh máy sẵn, nào là hợp đồng, giấy vay nợ, giấy thế chấp, chừng đó đủ thấy nó lừa đảo chuyên nghiệp đến như thế nào. Rút ra một tờ hợp đồng bán thân theo ngày đã chuẩn bị sẵn. Có lẽ là hai cha con đã quen với chuyện thỏa thuận kiểu như thế này, nên tiểu pháp sư luôn thủ sẵn bên người mỗi lúc mọi nơi. Hai người nói qua loa một vài câu thì ông Tư ré lên: Cái gì? 7 ngày 7 triệu hả? Cái thằng bất nít, mày giết cha mày luôn đi. Phương ưỡng thẳng lưng, lẽ thẳng khí hùng mà nói: Cha, một ngày con kiếm ra hơn 1 triệu là chuyện bình thường thôi đó. Bây giờ cha nhốt con 7 ngày, lấy 7 triệu là chuyện đương nhiên rồi. Vậy đi, cha con ta là chỗ làm ăn lâu dài, con lấy cha 6.8 triệu thôi, khuyến mãi thêm một bữa cháo gà, là gà luộc nguyên con đó, được chưa? Cha không cần cảm kích con đâu. Cảm kích cái đầu mày, cái đầu mất dạy mà. Đây là trụ éo thằng cha mày lên nóc tủ ngồi ăn gà khóa thân có phải không? Nhóc Phượng vẫn hí hửng cười gian manh: Cha đừng có nóng, cha là cái kho tiền, không, là người cha đáng kính của con. Như vậy đi, mình bàn lại, từ từ bàn lại ha. Hai cha con nhà thầy Tư bắt đầu nháo lên mà trả giá làm ăn. Một bên cần tiền, một bên cần mặt mũi, không ai nhường ai. Hai người họ đã hoàn toàn quên mất cậu nhóc pháp sư mới vào học tên là Đạt kia. Lúc này Đạt đang đứng sững sờ ở giữa sân, tròn mắt há hốc ngạc nhiên nhìn trân trối vào hai người kỳ khôi ở trước mặt. Nó cảm thấy hoài nghi về nhân sinh. Chốt cuộc thì bản thân đã rơi vào một cái nơi học đạo quái quỷ gì như thế này đây. Cũng trong đêm hôm đó, tại làng Hồng Linh, một ngôi làng nằm cách xa trung tâm thành phố Huế, có cậu thanh niên tầm 25 tuổi đang ngồi trên lưng trâu, lắc lư thân mình theo từng bước chân của con vật. Phía sau còn dẫn theo mấy con nhỏ hơn chung đàn nữa. Giống cậu ta phải dẫn đàn gia súc về sớm, nhưng hôm nay ngồi dưới gốc cây, gió mát như thế nào lại ngủ quên đi. Đến tối mịt như bây giờ mới tỉnh lại mà quay về nhà. Trời đã quá khuya, cho nên người chăn trâu lựa chọn đường đi tắt. Mặc kệ cho con đường ngắn hơn này, sẽ phải đi qua khu cấm địa của làng. Thường thì bất cứ một nơi nào, hay khu vực nào, hay là làng quê nào, cũng đều có những nơi linh thiêng mà người ta cùng đồng tình là không nên tới gần. Ví dụ như chỗ thờ tự xa xưa, hay ngã ba thường xảy ra tai nạn, hoặc là bờ sông ao nước. Làng Hồng Linh cũng tương tự. Khu vực miếu thờ Thành Hoàng là chỗ cấm kỵ. Tuy là nơi linh thiêng, nhưng người làng đều biết là không thể xâm phạm vào bên trong. Cúng tế lễ lại cái gì cũng chỉ làm ở bên ngoài mà thôi. Không ai giải thích được lý do, chỉ biết đây là lời truyền dạy của tổ tiên từ xa xưa để lại như vậy thôi. Trong đêm tối mịt mù, người thanh niên chăn trâu lỡ đường, đang đi qua khu vực ngôi miếu thờ cấm kỵ, đã được cảnh báo là không được tới gần đó. Gió vi vu thổi làm cho trung trinh những tán cây. Trong thinh không thỉnh thoảng vang lên tiếng ếch nhái ồm ập, hoặc là tiếng vo ve của đàn muỗi. Con vật cưỡi cứ cách một đoạn đường lại ùm ọ lên vài tiếng thê lương. Người thanh niên chăn trâu bỗng nổi cả gai ốc đi khi liếc qua khoảng sân rộng phía bên tay phải. Nơi đó, giữa bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại, bóng dáng ngôi miếu âm u một màu đen tĩnh mịch đang im lặng ở giữa sân. Có
Có cảm giác như ngôi miếu kia đang hướng cái nhìn về phía người thanh niên đây. Đang xoay người ra phía sau, Toan quất nhẹ một trôi, dục đàn trâu đi nhanh hơn, thì một thanh âm lanh lảnh vang lên ở phía trước. Cậu à, cậu ơi. Người chăn trâu điến hồn đưa mắt nhìn lại, thì thấy ở trước mặt mình, cách khoảng mười mấy bước chân thôi, có một bà lão đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt cỏ. Đầu bà ta gục xuống, phần trán chạm vào sát đất, cho nên không thể trông rõ được mặt. Bà lão vận một bộ y phục rách rưới, hai tay đang cầm cái nón lá rách nát hướng ra bên ngoài. Toàn thân bà lão run rẩy yếu đuối. Người thanh niên thở hắt ra một hơi, miệng lẩm bẩm: "Ra là một bà lão ăn xin. Ôi làm hết hồn. Giờ này còn phải ngủ ở đây, tội nghiệp thật chứ. Con cháu bà ta đâu hết rồi không biết nữa." Nói xong, chàng trai nhảy khỏi thân trâu, tiến tới trước mặt người ăn xin kia. Bà lão không hề ngẩng đầu lên, hai tay trung trung lắc lư cái nón lá rách nát trước mặt mà cất giọng cầu khẩn. Cái giọng nói khàn khàn khó nhọc, tựa như đã hết hơi kiệt sức: "Mong cậu rủ lòng thương mà giúp cho già vậy. Già đói quá, đói quá." Người chăn trâu cảm thông, lấy từ trong túi ra mấy chục ngàn lẻ, rồi ngồi xuống đặt vào trong cái nón lá. Đoạn ôn tồn nói: "Bà ơi, con chỉ có chừng này à. Ngày mai bà dùng số tiền này mà mua đồ ăn nha bà. Đêm khuya lạnh lắm, bà mau vào trong làng tìm chỗ tốt hơn mà ngủ đi chứ." Bà lão không hề ngước lên xem số tiền nhận được, giọng nói đột ngột thay đổi đi. Thanh âm âm trầm, không rõ nam hay nữ, cứ léo nhéo lên từng chữ phát ra: "Lão không cần tiền, lão muốn ăn, muốn ăn đó." Người thanh niên kỳ quái khi nghe thấy giọng nói của đối phương thay đổi đi, nhưng cũng không quan tâm nhiều, chỉ nhíu mày mà nói: "Con đi chăn trâu về, bây giờ không có thức ăn, phần cơm thì con ăn hết rồi, phải làm sao bây giờ?" Anh ta chưa nói hết thì bà lão bỗng phát ra tiếng cười the thé, gằn từng chữ rồi nói: "Không cần, không cần ăn cơm. Bà muốn ăn thịt, ở đây có thịt nè. Thịt người tươi ngon lắm, thịt của mày đó." Người thanh niên cả kinh khi nghe xong câu cuối cùng. Toàn đứng lên thì hai tay anh ta đã bị chụp lại. Bà lão ăn xin đã buông cái nón lá ra, đưa hai cánh tay gầy gò xương xẩu chụp mạnh lấy tay của đối phương. Những ngón tay mảnh khảnh tựa như yếu ớt kia vậy mà lại phát ra một lực nắm mạnh vô cùng. Đầu mỗi ngón tay là móng vuốt dài nhọn, cắm phập vào da thịt người thanh niên tới bật máu ra. Anh ta há hốc mồm, gào lên một tiếng hoảng sợ khi bà lão ngẩng cái đầu lên, lộ ra là một khuôn mặt hải hùng khiếp vía. Đó là một khuôn mặt với làn da chằng chịt theo những vết nhăn nhiều, phủ một màu xám bạc quỷ dị. Giữa mặt là một con mắt to đùng lồi cả ra bên ngoài, ánh nhìn hung ác khát máu vô cùng. Xung quanh con mắt độc nhất đó là một màu đen bao bọc lấy như một màn sương mỏng. Nó không có mũi, miệng thì nhỏ thó mớm mém, hai hàm răng trắng giả nhọn hoắt như dạ thú, lúc ẩn lúc hiện ra. Đây nào phải là con người, rõ ràng là một con quỷ với nhân diện hải hùng kinh tởm. Con quỷ không chờ cho đối phương kịp phản ứng, từ trong cái mồm mớm mém kia thè ra một cái lưỡi dài ngoằng, đầu lưỡi nhọn hoắt như mũi tên. Phụp một tiếng, cái lưỡi của con quỷ đã cắm phập vào giữa cổ của người chăn trâu, xuyên thấu ra cả phía sau lưng dễ dàng như một thanh sắc nhọn cắm xuyên qua da thịt con người vậy. Máu từ vết thương phúng ra tứ tung. Hai tay người chăn trâu đã bị giữ chặt, vô lực vùng vẫy. Máu từ cổ trào ra ngày một nhiều, nạn nhân hít thở khó nhọc. Trong ánh mắt kinh hoàng của người thanh niên tội nghiệp kia, thấy từ trong khuôn miệng nhỏ mớm mém của con quỷ dữ đang bò ra hàng loạt những con vật mình tròn dài như loài sâu, to
bằng một ngón tay cái. Thân thể xám xịt nhầy nhụa đầy nhớt. Mấy con vật này tốc độ rất nhanh, men theo cái lưỡi dài quỷ dị kia mà bò đầy lên mặt anh ta, rồi bắt đầu chui vào mắt, tai, mũi, miệng mà cắn mà xé. Sau đôi ba tiếng gào yếu ớt, người chăn trâu tắt thở đi. Đôi mắt đã bị lũ sâu phá nát ra, nhầy nhụa đầy máu tươi và dịch nhớt. Con quỷ xấu xí cười lên từng tiếng mang trợ, rút cái lưỡi dài nhọn kia ra khỏi cổ của đối phương. Nạn nhân đổ gục xuống, lưỡi quỷ ngoe ngoảy vài cái rồi cắm mạnh vào giữa trán cậu ta. Đoạn nó đưa đầu tới cắn mạnh một cái, hút lấy hút để phần não tủy, vẻ mặt khoan khoái vô cùng. Đàn trâu gần đó đã bỏ chạy tứ tung từ lâu rồi. Trên con đường làng tối tăm mù mịt, sau một lúc chỉ còn lại một cái xác khô héo, khuôn mặt bị tàn phá không còn nguyên dạng, hộp sọ thủng lỗ chỗ, trào ra những dòng máu thừa sau cùng. Sáng hôm sau, dân làng kinh sợ khi phát hiện ra xác người. Đây đã là cái xác thứ 6 diễn ra gần ngôi miếu quỷ kia rồi. Họ tiếc thương, cũng thầm trách sao người chăn trâu quá dại dột, không biết sợ là cái gì lại dám đi qua khu vực cấm kia vào đêm hôm khuya khoắt. Trưởng làng mời một vị thầy pháp giỏi trú ngụ ở địa phương tới để xem xét. Người này có thực tài. Sau một lúc thì cất tiếng nói nhỏ với người trưởng làng: Con quỷ hại người này trú ngụ ở miếu Thành Quảng. Tôi tài hẹn sức mọn không trị được nó. Nhưng mà ông yên tâm đi, 3 ngày nữa thôi, pháp sư khắp mọi miền sẽ quy tụ về đây để mà trừ khử nó. Trong thời gian này ông phải dặn bà con tuyệt đối không được đi ngang qua đây, nhất là vào ban đêm nghe. Trưởng làng vân dạ gật đầu. Ông thầy pháp liếc mắt về phía ngôi miếu rồi khẽ thở dài. Người khác không biết, chứ ông là người trong giới cho nên rất hiểu rõ. Ngôi miếu kia phong ấn một con quỷ hùng mạnh đã ngàn năm. Theo thời gian trôi qua, phong ấn cũng lỏng lẻo đi, thứ bên trong sắp thoát được ra ngoài rồi. Lần này hy vọng đại hội pháp sư sẽ liên kết lại được mà chung tay trừ khử mối họa tiềm ẩn rất hiểm nguy này. Đêm thứ 2 trước ngày pháp sư cả nước quy tụ về làng Hồng Linh, vào lúc này những người nông dân đã đóng chặt cửa an ổn ở bên trong nhà của mình. Quỷ sự liên tục cứ diễn ra đoạt mạng của con người nên họ trung sợ không dám ra ngoài vào ban đêm hôm. Cách ngôi miếu Thành Hoàng một đoạn, có 2 bóng người đang thông thả tản bộ trên con đường đất, bộ dạng thản nhiên như không hề lo sợ gì cả, dù trước mặt của họ đã là nơi cấm kỵ của vùng làng quê này. 2 bóng người đều trẻ tuổi, người đi đầu có khuôn mặt đẹp trai tới ma mị, trên vai có một con khỉ mặc giáp sắt, quấn đai võ thuật, chính là tiểu pháp sư tên Phượng. Bên cạnh là một chàng trai cũng trạc tuổi với người đi trước, là Đạt, pháp sư mới được ông Tư thu vào môn hạ, đang tập làm pháp sư. Lý do mà Phượng có mặt ở đây là do nhận được một tin nhắn lạ từ một người bí ẩn có tên là Nhân Vật Hâm Mộ Thầy Phượng. Cái tên này làm cho tiểu pháp sư tò mò, lại có chút đắc chí. Trong tin nhắn kể rõ ra, ngôi miếu hoang của làng Hồng Linh đang phong ấn một con quỷ, dùng một bảo vật làm vật trấn tràng, xem như mắt trận. Phượng không quan tâm người gửi tin nhắn này là ai, nhưng mới nghe thấy 2 chữ bảo vật, cậu đã nhanh chóng trốn tới đây, tìm cách chiếm đoạt ngay lập tức. Đạt nhận lệnh của ông Tư phải canh giữ sư huynh, nhưng chỉ sau một vài câu lừa đảo đã bẻ gãy nhận thức đi. Phượng dụ dỗ lôi kéo luôn người sư đệ khờ khạo này đi theo mình. Bước từng bước ngắn ở phía sau lưng một người một khỉ, Đạt trung trải nhìn xung quanh, bóng tối dày đặc bao trùm. Nó trung trung mà nói: Sư huynh à, mình về thôi, em sợ quá. Phượng xoay đầu lại mỉa mai: Trời ơi mày đó, quá là nhát gan. Đi theo anh á thì nhát gan là tốt, nhưng mà có lúc cũng cần phải dũng cảm một chút để mà chiếm lợi chứ. Để học tập là một pháp sư, được chưa? Đạt giật giật khóe miệng. Nó mới học đạo có 2 ngày, đã biết cái gì đâu mà ông thần này bảo nó đi hành đạo chứ. Qua lời nhắc nhở của mấy người chung khóa học, Đạt đã được biết sơ về người sư huynh trước mặt đây. Tên này rất tham tài, lại cực kỳ mặt dày phu sĩ,
Họ còn dặn Đạt phải cẩn thận, nếu không sẽ bị cậu ta đem bán trẻ bất cứ lúc nào. Chưa kịp bàn tới lui thêm câu nào thì phía trước bỗng vang lên một tiếng nói yếu ớt. Tuy là tiếng nói thều thào vậy thôi mà thanh âm của nó lại phát ra rõ mồn một, như thể chui vào cả tai của hai người. Các cậu ơi, giúp lão với. Trước mặt hai tiểu pháp sư là một bà lão ăn xin đang cúi đầu sát đất, tay cầm nón lá trách bươm, bộ dạng trung trảy yếu ớt của tuổi già. Chính là con quỷ vừa hại người đêm qua đã biến hóa ra, đang muốn hãm hại hai thằng nhóc liều mạng dám đến gần khu vực này vào ban đêm. Phượng nhếch mép một cái, đưa tay ra ngăn không cho Đạt tiến lên, rồi tự mình tới gần con quỷ đang biến thân thành bà lão già nua kia. Bà lão ăn xin thấy đối phương đi tới thì đắc chí, thân thể gầy còm vẫn giả vờ trung lên từng trận một mà xin xỏ. Xin cậu bố thí, dạ đôi quá, dạ. Con quỷ chưa kịp nói hết câu thì chợt nghe soạt lên một tiếng, pháp sư Phượng đột nhiên quỳ thụp xuống trước mặt nó, đầu áp sát đất, đưa hai tay ngang đầu mà run run. Bắt chước cái bộ dáng đáng thương của con quỷ, miệng Phượng thều thào đầy thảm thiết, không kém gì người ăn xin trước mặt cả. Bà ơi, bà giúp con với, con đói quá, xin bà rủ lòng thương, làm ơn bố thí cho con chút tiền đi. Nhóc Đạt đứng từ xa lúc này cũng há hốc mồm sửng sốt. Nó muốn nói là sư huynh à, người mới vừa ăn cơm tối xong đó, sao bây giờ kêu đói bụng rồi? Hơn nữa đói bụng thì xin cơm, chứ sao lại đi xin tiền? Mà còn đi xin tiền một người hành khất nữa chứ, ngươi còn tự trọng hay không vậy? Bà lão ăn xin quỷ dị cũng khựng người đi, đứng hình mất 5 giây. Con người lúc sợ hãi sẽ sinh ra một loại năng lượng mà ma quỷ rất thích thú, nên trước khi giết chết, nó thường sẽ dọa cho đối phương thật sợ hết mức rồi mới ra tay. Như thế nào hôm nay lại hiện ra rồi gặp ngay một thằng nhóc đồng nghiệp đi ăn xin như vậy chứ? Thấy không dọa được đối phương, con quỷ ngẩng đầu lên, lộ ra bộ mặt cúm kiết với hai con mắt to đùng trên cái gương mặt nhăn nhiều. Miệng nhỏ của nó há ra, phóng cái lưỡi dài ngoằn nhọn hoắt về phía cổ của thằng nhóc lầy lội trước mặt kia. Nhưng chỉ nghe bật lên một tiếng, ngay trước tầm mắt của quỷ, không phải là Phượng mà là một con khỉ đang nhìn nó kêu lên khẹt khẹt. Cái lưỡi kia vừa va chạm vào bộ giáp sắt mang ở nửa thân trên của con vật, bị đánh bật tung ra. Phượng đang khoái chí cười lên toe toét, nó đã nhanh tay nắm gáy của con thú cưng đưa ra che lại phần cổ của mình, như đã có chuẩn bị từ lâu. Con khỉ có vẻ đã quen với cái việc bị người chủ này lấy ra làm tấm khiên trắng thường xuyên. Nó rút ra côn nhị khúc chắc ở bên hông, rất chuyên nghiệp múa một vòng rồi đánh vào quỷ thân. Mỗi đầu nhị khúc đều có dáng bùa, vừa trúng vào ngực đối phương, quỷ một mắt đã gào lên một tiếng kinh hoàng, rồi từ từ tan trả ra thành bột mịn. Đạt ở đằng xa trung lên bần bật, nó đâu còn mơ hồ nữa, đã biết chuyện gì vừa xảy ra rồi. Vừa rồi trước mặt nó là một con quỷ hóa thân thành người hành khất, may mà nó đứng yên ở đây, chứ nếu lại gần thì đã gặp nguy rồi. Pháp sư Phượng thản nhiên đứng lên, phủi phủi quần áo, miệng lầm bầm: "Ôi, con quỷ nghèo lại còn dám xin tiền của tao nữa, tao nghèo muốn chết rồi." Đạt á khẩu nhìn sư huynh, nó đã nhận ra thêm một điều mới về ông thần này, đó là hắn rất ghét bị ai xin tiền. Con quỷ kia rõ là xui xẻo, lại đi tìm ngay một tên keo kiệt muốn làm hại, thật đáng thương mà. Phượng nheo mắt nhìn về ngôi miếu thành hoàng, cười cười rồi tự nói một mình: "Vừa rồi chỉ là một tia quỷ thức biến quá mà thành thôi. Chà, bị nhốt trong kia rồi mà cũng có thể hiển hóa ra phân thân ha, ra ngoài hại người nữa, xem ra cũng mạnh lắm ạ." Nói xong thì một người một quỷ tiến lại gần cái chỗ thờ tự kia. Đạt lưỡng lự một chút rồi cũng chạy theo, bảo nó đứng đây một mình, nó làm sao dám chứ, nhỡ đâu lại thêm một bà lão ăn xin nữa xuất hiện ra thì nó chết chắc luôn. Đến trước cửa đền thờ, Phượng bảo sư đệ của mình ở bên ngoài, rồi tự thân đi vào bên trong. Ngôi miếu này cũng không có bề thế gì, nhìn sơ qua rất là hoang sơ,
bên trong chỉ xây một cái bục xi măng lớn để đặt tượng thần. Bức tượng này không có đầu, đã vỡ mất nửa thân trên, nhìn cũ kỹ và đầy những vết nứt nhỏ. Dưới chân pho tượng là một cái bát nhang, xung quanh là hai cây nến lớn đang cháy đỏ lên, phát ra ánh sáng mờ ảo, đủ để chiếu sáng không gian xung quanh. Bên trái là một bình hoa đã vỡ mất một gốc thân, bên phải đặt một hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, lại có chút cổ xưa. Nhìn thấy luồng ký tức vô hình tỏa ra từ trong hộp gỗ, hai mắt Phượng sáng lên như ánh sao. Tiểu pháp sư tiến lại, đứng cách bức tượng khoảng 4 bước chân, rút từ trong ba lô ra một sợi chỉ đỏ dày gấp 3 lần sợi chỉ phép thông thường của giới đạo sĩ. Một đầu chỉ đã được buộc sẵn vào một cây phi tiêu bằng sắt nhọn đầu. Phập một cái, tiếng kêu xé gió vang lên. Phi tiêu sắt cắm gọn vào trong bức tượng ở bên trái. Phượng nhanh chóng dùng đầu chỉ còn lại buộc tiếp vào chui một phần vũ khí sắt nhọn khác, rồi cắm vào bên bức tượng bên phải. Chỉ sau mấy giây, một sợi chỉ dài đã được giăng ra song song trước mặt bức tượng, chỉ còn nửa thân người kia. Làm việc xong, Phượng cười chế giễu nói: "Con chơi trò thần bí làm gì? Mau ra đây đi." Vừa dứt lời, pho tượng xây bằng xi măng kia vậy mà lại phát ra tiếng lạch cạch như đang chuyển động. Trên thân vỡ ra từng mảnh nhỏ vôi vữa, rồi một luồng khí đen từ đó tỏa ra, dần ngưng thành một hình hài. Trước mặt Phượng là một con quỷ với thân thể to gấp đôi người bình thường, làn da nhăn nheo với những cơ thịt vằn vện lung tung như não người vậy. Mỗi kẻ nếp nhăn đều chảy ra đầy chất dịch nhợn. Con quỷ có cái đầu trọc với một con mắt to lớn chiểm chệ lồi ra bên ngoài. Vùng mặt thì vằn vện những cái vệt đen quỷ dị, miệng nó há ra, ngoe ngoảy cái lưỡi dài nhọn hoắt. Đây là con quỷ ăn não, tồn tại đã ngàn năm, bị phong ấn trong này từ thời xa xưa. Nó nhìn Phượng mà gầm gừ nói: "Nhãi con, lại là mày sao? Dám đánh tàn phần thần của tao, rồi còn dám tiến vào đây. Hôm nay mày phải chết." Quỷ ăn não gào lên rồi lao tới. Đúng lúc này sợi chỉ đỏ đang căng ngang trước mặt nó bốc lên một làn khối xám kỳ lạ. Quỷ thân vừa chạm vào lập tức bị đánh lui lại. Chỗ va chạm với sợi chỉ phép lúc nãy phát ra những tiếng xèo xèo. Một vết cắt nhỏ nằm ngang thân quỷ, chảy ra đầy chất dịch nhầy. Con quỷ nghiến răng lên gào thét: "Chỉ phép có tẩm máu hạt tinh lòng đỏ, nhãi con mày cũng được lắm, nhưng như vậy thì đã sao?" Nói rồi nó lao tới, đưa hai cánh tay nhão nhẹt túm lấy sợi chỉ trước mặt, dùng sức muốn nhổ đứt pháp khí ra khỏi tượng. Sợi chỉ cong lên như gần đứt đôi ra. Thân thể con quỷ phát ra những tiếng xèo xèo vì bị tổn thương, nhưng nó không quan tâm, miệng phát ra tiếng cười khoái trá. "Mau hạt tinh lòng đỏ này quý vô cùng, mày có đủ để tẩm lên một sợi chỉ phép đã ghê gớm lắm rồi, nhưng chừng này đã muốn ngăn cản tao thì chưa đủ đâu." Phượng vẫn ung dung nhìn nó, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một cái cười đùa cợt. Với hàm răng trắng đều như bắp, cậu ung dung nói: "Một sợi không đủ, vậy chứ 10 sợi thì sao?" Con quỷ khựng người, trợn tròn con mắt ra. Phía trước nó, tên tiểu pháp sư đã rút trong ba lô ra một cuộn chỉ đỏ to lớn, quấn dày cộm xung quanh một thân gỗ. Thằng nhóc tung hứng lên xuống cái món pháp khí trên tay, đùa cợt nhìn con quỷ. Con quỷ lập tức câm nín đi. Máu hạt tinh long đỏ vừa quý là vừa hiếm như thế nào ai mà không biết. Vậy mà thằng nhóc trước mặt đây lại có thể có đủ máu, dùng một cuộn chỉ phép to lớn mà đem ngâm như ngâm nước lã vậy sao? Rốt cuộc thằng nhóc này là con ông cháu cha nhà giàu nào đây chứ? Nhóc Phượng lại nhanh như cắt, giăng ngang lên trước mặt con quỷ 5-6 sợi chỉ quý giá đó nữa, rồi lùi ra phía sau, là một tư thế cổ vũ cuốn lên hướng về phía con đại quỷ. Con quỷ lồng lên giận dữ và bất lực. Một sợi thôi đã làm cho nó toàn thân đau đớn, nhưng còn miễn cưỡng giật trước đi được. Chứ bây giờ 5-6 sợi như thế này sẽ phải mất công lắm, có được hay không chứ? Tên nhóc này còn đứng cổ vũ nó nữa.
từ đâu lại xuất hiện ra một tên pháp sư quái lạ mất dạy như thế này đây? Trong cơn giận dữ chị bị thách thức, đại quỷ lồng lộn lao lên, dùng cả thân mình xông tới lưới chị đỏ trước mặt, muốn phá đứt hết rồi tóm lấy thằng nhỏ con mà cắn xé cho hả giận. Phượng không ngừng la hét cổ vũ, thỉnh thoảng lại nhạo báng vài câu, đổ thêm dầu vào lửa. Con quỷ đã triệt để hận tới thấu xương thằng nhỏ trước mặt rồi. Toàn thân của nó đầy những vết cắt, nhưng không hề lùi lại một giây nào. Liên tục xông tới phía trước, làm lưới chỉ cong vòng, siêu vẹo đi. Chợt Phượng cười cười mà nói: "Ê, mất công nói nhảm với mày lâu vậy á, mày không thấy lạ hả?" Con quỷ ngẩn người ra, chưa kịp hiểu thêm chuyện gì thì đã nghe thấy hai tiếng khẹt khẹt vang lên. Con khỉ trên vai của Phượng không biết từ khi nào đã lén đến được bên trên cái bệ thờ, lợi dụng lúc quỷ không chú ý đã ôm lấy cái hộp gỗ ở chỗ bàn thờ rồi chạy về lại bên cạnh chủ nhân. Phượng một tay tung hứng cái hộp gỗ, một tay xoa đầu con quỷ, miệng tán thưởng: "Giỏi lắm Trường Thọ, mày ghi điểm 10 rồi đó." Tiểu pháp sư có quan niệm đã sống là phải sống dai, nó đặt tên cho con khỉ là Trường Thọ, thể hiện ý nghĩ của mình. Con quỷ thấy cái hộp rơi vào tay tên nhóc thì hoảng hồn. Bên trong là pháp khí trấn yểm nó đã một thời gian dài, uy lực vô cùng, nó không thể làm gì được. Thậm chí là hằng ngày, quỷ lực cũng bị cái thứ bên trong hút lấy, ăn mòn theo thời gian. Bây giờ tuy phong ấn xung quanh miếu thờ đã lỏng lẻo đi, nhưng cái hộp gỗ vẫn là cấm kỵ đối với nó. Quỷ một mắt đang chờ ngày phá phong ấn mà thoát ra được, sẽ tìm mọi cách mà giấu cái hộp đi vĩnh viễn. Bây giờ thằng nhóc này đoạt được nó cũng là mang ý nghĩa sau này nó sẽ bị bắt lại và trấn yểm một lần nữa bất cứ lúc nào. Con quỷ hoảng hốt gào lên: "Thằng nhóc khốn kiếp, mau trả lại cho ta." "Nè, đồ của đạo gia, ngươi là quỷ lại muốn chiếm đoạt, thú vị quá." Phượng vừa cười vừa mở cái hộp ra, lấy ra bên trong một vật. Là một cuốn sách cổ, có phần bìa màu đỏ sẫm, nền giấy đã vàng úa theo thời gian. Phượng cầm lấy quyển sách cất nhanh vào trong ba lô, rồi lấy ra một thứ khác đặt vào bên trong. Xong lại ném cái hộp gỗ một vòng nhỏ, đưa nó an vị tại vị trí cũ, động tác tinh chuẩn vô cùng. Phượng nhìn con quỷ, vẫy vẫy tay phải, cười tươi mà cáo từ. Đại quỷ cào lên phẫn nộ: "Thằng nhóc kia, mày đứng lại, đứng lại cho ta." Nhưng Phượng không quay đầu lại, chân vẫn bước đều ra cửa, miệng nói: "Muốn lấy đồ của ta còn bỏ ta đứng lại, đúng là đồ hâm." Thằng nhóc sắp rời khỏi miếu mà nó vẫn chưa thể xông ra khỏi khu vực đền thờ có trận pháp phong ấn này. Con quỷ hốt hoảng la lớn: Mày mau đứng lại, trộm, có ăn trộm." Tiểu pháp sư tròn mắt: "Quỷ mà cũng biết hô hoán gọi người bắt trộm hay sao? Đúng là kỳ khôi mà." Phượng đi nhanh ra bên ngoài, vất tay ra hiệu cho người sư đệ tên là Đạt. Hai bóng người nhỏ nhắn nhanh chóng chạy biến đi mất dạng trong màn đêm, để lại sau lưng là tiếng gào thét đầy giận dữ của con đại quỷ xui xẻo kia. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã sang một ngày khác. Đêm tiếp theo ở làng Hồng Linh, trước ngôi miếu thờ có khoảng 50 người đang tụ tập. Đây là những pháp sư giỏi từ Bắc chí Nam quy tụ vậy. Mỗi một cá nhân đều là tinh anh xuất sắc, đại diện cho mỗi tông phái. Hiện tại chủ lực ở đây có Nam Minh phái, người dẫn đầu tuổi tầm lục tuần, gọi là thầy Sinh, cùng với con trai tên là Hoàng. Hai cha con đều có ngoại hình mập mạp béo ú. Họ dẫn theo hơn 15 người thanh niên nữa, chính là môn hạ của phái Nam Minh. Nhóm thứ hai do thầy Tư, cha của nhóc Phượng dẫn đầu. Tuy nhà thầy Tư là môn phái của đạo pháp cổ truyền, chứ không thuộc hệ phái chính thống, nhưng năng lực pháp thuật của đạo tràng nhà ông thì ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong mơ hồ, họ đều xem thầy Tư là người lãnh đạo của giới huyền thuật hiện tại. Uy vọng của thầy Tư trong giới đạo pháp rất cao, danh tiếng vang xa khắp mọi miền. Kế đến là những tông phái cỡ trung tụ tập lại để chung tay hợp sức cùng mọi người. Tính ra vẫn còn một môn phái nổi bật có tên gọi là phái Bắc Phong, nhưng vẫn không hiểu sao chưa thấy tới dù đã quá giờ hẹn. Phái Bắc Phong có danh vọng cũng rất cao,
chỉ hơi kém hơn một chút so với thầy Tư mà thôi. Thầy Pháp Mộc tên là Sinh, chủ của phái Nam Minh, tiến lại chỗ ông Tư và nhỏ giọng nói: Phòng ấn xung quanh đây á, chúng ta đã gia cố lại rồi, đã không cần phải lo. Thầy Tư à, chúng ta mau vào bên trong thu phục con quỷ đi. Lần này hợp lực của số đông, chắc chắn sẽ diệt được nó. Đừng chờ bên phái Bắc Phong nữa, ai biết họ có tới hay không chứ. Thầy Tư thở dài, ám tâm sâu xa của những người này sao ông lại không hiểu chứ. Họ mang tiếng đến đây làm phép diệt quỷ, nhưng thực tế là muốn tới để chiếm cuốn sách cổ trong miếu thờ mà thôi. Ông Tư từng nói môn phái của mình sẽ không tranh giành cái pháp vật kia, cho nên bây giờ cơ hội của môn phái thầy Sinh là rất lớn. Giờ phái Bắc Phong chưa tới, ông thầy này muốn nhân cơ hội ra tay trước để độc chiếm đây mà. Tuy biết là như vậy, nhưng thầy Tư cũng không nói gì, gật đầu đồng ý. Chủ phái Nam Minh thấy người lãnh đạo pháp sư đã đồng ý, ngay lập tức ra hiệu cho môn nhân phái mình chạy nhanh vào bên trong. Các nhóm khác cũng đều mang chung ý nghĩ muốn chiếm đoạt, cho nên cũng không chậm trễ mà lao vào. Thầy Tư nhìn theo đám người đầy tham vọng kia, thở dài một hơi, rồi dẫn các học trò vào trong miếu. Phía bên trong kia, trước bục thờ xi măng, đang nằm trải trác những sợi chỉ đỏ dài bị giật đứt tung tóe. Phần đầu buộc với thân phi tiêu bằng sắt vẫn còn đang cắm hai bên tường. Thầy Tư vừa nhìn thấy thì nhíu mày. Cái kiểu bố trí đạo pháp và sợi chỉ đỏ này sao nó quen thuộc đến thế? Chưa kịp tiến lại xem xét thì bức tượng vỡ nát nửa thân người đã vang lên những tiếng kêu lạch cạch. Con quỷ ăn não từ huyền phù hiện ra trôi nổi. Nó nhìn đám người trước mặt mà gầm lên hung tợn: Đủ trộm cắp khốn kiếp, còn dám quay lại sao? Thầy Sinh nghe thấy vậy thì đen mặt đi. Ông cùng các tông phái chạy tới đây đúng là muốn cướp bảo vật, nhưng không cần nói thẳng ra như vậy chứ. Hơn nữa bọn họ chỉ vừa mới tới thôi, sao lại nói là họ quay trở lại? Con quỷ đã bị nhốt cả ngàn năm, chắc chắn là bị điên mất rồi. Hội pháp sư cũng không chần chừ, ai cũng rút pháp bảo ra, như kiếm gỗ, bùa chú, chỉ đỏ, bình máu đỏ, cho đồng loạt ra tay nhắm thẳng hướng quỷ dữ kia. Con quỷ chốn đã bị suy yếu vì bị bảo vật hút mất quỷ lực một thời gian dài, lại thêm lần này đến đây toàn là các pháp sư lãnh đạo huyền môn, pháp thuật cao thâm vô cùng, số lượng lại đông đảo như vậy, nên nó ngay lập tức khốn đốn vì bị vây bắt. Hàng loạt tiếng kêu gào kinh tâm từ trong miếu thờ phát ra, vang vọng cả một khoảng sân rộng, xé rách cả màn đêm yên tĩnh. Kết quả là sau một thời gian quần ẩu thảm thiết, con đại quỷ một mắt bị trúng phải một đòn hợp lực của tập thể với huyền môn, toàn thân bị đánh nát ra thành mảnh vụn, từ từ tan biến đi. Nhưng nó vẫn không chết hẳn hoàn toàn. Từ thân của nó phóng ra ba tia sáng nhỏ, chính là ba tia quỷ thức mạnh mẽ được nó ngưng tụ quỷ lực ngàn năm mà thành. Ba tia sáng này như sao băng vụt thẳng ra hướng cửa chính, phá hỏng một góc phong ấn, rồi nhanh chóng phân thành ba hướng, bay đi mất tâm mất dạng trong màn đêm. Nhóm pháp sư đại diện huyền môn đã vô lực đuổi theo, ai nấy cũng mệt mỏi ngồi phịch trên đất. Chỉ có mấy vị lãnh đạo là còn đứng vững được, nhưng mặt mũi người nào cũng lộ ra vẻ kiệt quệ. Trận đánh này chỉ một thời gian ngắn mà hao tổn hết 2-3 phần pháp bảo của mỗi người, có hơn chục người còn bị thương nặng, đa phần là những pháp sư trẻ đạo hạnh không cao, đang nằm la liệt bất tỉnh xung quanh cái vị trí thờ tự. Thầy Sinh lê cái thân mập mạp chạy nhanh đến bên cạnh chỗ tượng thờ, đưa tay bắt lấy cái hộp gỗ. Chủ các tông phái khác cũng khó nhọc di chuyển thân mình, ăn ý vây quanh người chủ phái Nam Minh. Ý tứ rất rõ ràng, phần bảo vật này ai cũng có phần, không thể để bị độc chiếm vào tay một ai cả. Thầy Pháp tên Sinh thở dài, cũng tự biết mình không thể ăn riêng cái vật này được rồi. Ông đưa tay ra mở lấy hộp gỗ, phần nắp với những hoa văn tinh xảo vừa được lật ra. Mọi người vui vẻ khi thấy bên trong đó là một cuốn sách màu xanh, hình dáng như một cuốn bí kíp võ công của người Tạo. Chỉ có điều hơi lạ là cuốn sách này sao còn rất mới, không giống một cuốn sách có tuổi thọ lâu đời chút nào cả. Nhưng các thầy Pháp cũng không quan tâm nhiều, đều bảo thầy Sinh mau mở ra,
để họ được chụp hình sao chép lại. Thầy sinh không chần chừ, lật nhanh trang bìa. Khi nhìn thấy trang giấy trắng tinh đầu tiên của cuốn bí kíp thì tất cả đều khựng người lại, mồm há hốc tròn xoe. Trang thứ nhất ghi 4 chữ to tướng: Tịch Tà Kiếm Phổ. Trang thứ hai thì nhấn mạnh: Muốn tập luyện, trước hết phải tịnh thân, tự cung, cắt bỏ cụ quý đi. Trang thứ ba thì ghi: Đến vô ảnh, đi vô tung, chẳng cần lưu danh, vô địch đẹp trai siêu cấp tổ sư. Các trang còn lại thì đều trống rỗng, trắng tinh thơm màu giấy mới. Các vị lãnh đạo huyền môn đứng hình đi, họ ở đâu còn không hiểu, nguyên cả đám đã bị chơi xỏ hết cả rồi. Có một kẻ đã đến đây trước, phỏng tay trên của cả đám mất tiêu rồi. Hơn nữa kẻ này còn dám bỏ lại cuốn sách kia mà trêu chọc cho họ tức muốn nổ phổi ra. Rốt cuộc ai mà lại to gan tới như thế này chứ? Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Pháp Sư Siêu Quậy Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 20 giờ tối ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.